Những ngày qua, hàng loạt câu chuyện về Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng liên tục được chia sẻ. Mỗi câu chuyện lại là một ký ức đẹp đẽ hàn sâu trong tâm trí mỗi người. Ai nấy đều kể lại với giọng đầy tự hào nhưng cũng đầy xót xa về một vị lãnh đạo vĩ đại, một tấm gương cao đẹp với trái tim đã ngừng đập nhưng vẫn sống mãi với ký ức toàn dân. Câu chuyện sau đây qua lời kể của ông Nguyễn Đình Tính ở xóm 2, xã Vạn Thọ, Đại Từ, Thái Nguyên, người được Tổng Bí Thư Nguyễn Phú Trọng yêu quý và coi như em trai cũng là một ký ức đáng trân quý. Từ những năm 1965 đến năm 1967, Tổng Bí Thư Nguyễn Phú Trọng là sinh viên năm ba khoa ngữ văn, đại học tổng hợp, phải từ thủ đô đi sơ tán ở xóm Tràng Dương, xã Vạn Thọ, huyện Đại Từ, tỉnh Thái Nguyên. Cũng tại đây, ông được kết nạp đảng vào ngày 19 tháng 12 năm 1967 vùng đất Thái Nguyên trở thành một nơi trốn đặc biệt với Tổng Bí Thư. Ông Nguyễn Đình Tính là con thứ ba trong gia đình cưu mang các sinh viên khoa văn, bao gồm sinh viên Nguyễn Phủ Trọng. Ông Tính khi đó 10 tuổi, kém anh sinh viên thủ đô một giáp, được anh kèm cặp học hành rất chú đáo, ân cần. Gần 2 năm chung sống, dẫu có thời gian Tổng Bí Thư sống nhờ một gia đình khác nữa, song tình cảm gắn bó đặc biệt khiến ông trở nên thân thiết như người ruột thịt trong nhà. Ông Tính dừng dừng nhớ lại khi đó tôi 10 tuổi và bác Trọng 22 tuổi, cách nhau đúng một giáp. Hàng ngày ngoài giờ đi học, bác Trọng dành thời gian dạy tôi luyện viết chữ. Bác nhắn nhủ, viết chữ rất quan trọng và kiên trì, bình tĩnh, nhẹ nhàng chỉ bảo cho tôi. Cứ như vậy, hai anh em cùng nhau ôn bài và luyện từng con chữ dưới ánh đèn dầu mỗi tối. Bác Trọng thường sao bài tập bằng cách viết chữ mẫu và yêu cầu tôi tô lên các quyền vợ ô ly. Tôi sai đâu, bác sẽ hướng dẫn lại và phương pháp dạy rất dễ nghe. Với ông Tính, Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng là người anh lớn với lòng ngưỡng mộ sâu sắc về tấm gương học tập, rèn luyện nhân cách. Những lời bảo ban, chỉ có học mới thành người, phải ra sức học tập, chuyên cần lao động, không có ai lười học, không chuyên cần lao động mà thành người của bác, được ông Tính luôn khắc ghi trong lòng. Chính vì vậy, ông Tính đã chăm chỉ học tập, Nhờ đó, chương trình 7 năm học phổ thông được kết thúc trong 6 năm. Một năm được xét đặc cách nhờ các thành tích đi thi vừa giải chữ đẹp tại các cấp. So với các bạn học, ông Tính chia sẻ, sinh viên Nguyễn Phú Trọng là người rất giản dị và chỉ có hai bộ quần áo thay đổi thường xuyên. Hai anh em thường cùng nhau bắt cua, đánh lươn để cải thiện cho các bữa ăn. Là một thanh niên đến tuổi trưởng thành, chàng trai Nguyễn Phú Trọng khi đó đã rất năng nổ, nhiệt tình, cùng các sinh viên trong khóa học giúp bà con làm mương, đi cấy và tăng gia sản xuất. Bằng sự quyết tâm và quá trình rèn luyện không mệt mỏi, Nguyễn Phú Trọng là sinh viên duy nhất của khóa học được kết nạp đảng tại xóm 2, xã Vạn Thọ vào ngày 19 tháng 12 năm 1967. Nói gương tinh thần đó, ông tính quyết tâm vào bộ đội và nỗ lực rèn luyện, phấn đấu. Kết quả là sau hơn một năm tham gia quân ngũ, từ cuối năm 1979 đến năm 1981, ông Tính đã vinh dự được đứng trong hàng ngũ của Đảng. Bên cạnh đó, ông Tính còn xúc động chia sẻ những món quà ấm áp được người anh lớn Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng trao tặng. Năm 2005, Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng, khi đó là Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội, đã về tham xã Vạn Thọ nhân kỷ niệm họp lớp. Hai anh em gặp nhau bằng cái ôm nhau thật chặt, tình cảm quá nghẹn ngào và nước mắt cứ thế rơi ngày đó bác trọng có tặng cho ông tính một cái màn tuyên và ông vẫn trân trọng cất giữ cho đến nay khi bác trọng chuẩn bị ra về ông tính đi tiễn và hỏi vui sao anh không cho em tiền mà cho cái màn bác trọng đáp với ý rằng anh cho em bao nhiêu tiền em cũng tiêu hết anh cho em chiếc màn là chắn mũi cho em và mỗi khi đi ngủ em nhìn lên chiếc màn sẽ luôn nhớ có anh về cuộc sống hiện tại Mặc dù ông Tính có nghề trồng nấm với thu nhập khoảng 300 triệu đồng trên năm, song đặc thù trồng nấm có một khoảng thời gian nông nhàn nên ông xin làm công nhân xây dựng có thêm thu nhập 300.000 đồng trên ngày. Theo ông Tính, tình yêu lao động được hình thành qua những năm tháng tuổi trẻ với sự chỉ bảo từ người anh lớn Nguyễn Phú Trọng và quá trình lao động chăm chỉ đó đã cho ông một cuộc sống vững chãi và một sức khỏe dẻo dai, ở tuổi sắp xỉ 70 vẫn có thể lao động chân tay nhanh nhẹn ông tính cũng bảo rằng khi được đứng trong hàng ngũ của đảng ông có thêm cơ hội rèn rũa trở thành người có những phẩm chất tốt hơn và nếp sống học từ tổng bí thư nguyễn phú trọng đã trở thành phương châm giáo dục của ông để truyền đạt cho các con của mình sau này đó là con người nếu không đứng bằng đôi chân của chính mình sẽ không làm được điều gì cả như vậy những người con của ông tính đến nay đều là những đảng viên và có những công việc phù hợp với năng lực của họ ông tính nghẹn ngào nói Ngày 19 tháng 7, nghe tin anh Trọng bị bệnh không qua khỏi, tôi rất bàng hoàng và tiếc nuối. Sau cuộc gặp mặt vào năm 2005, anh Trọng có hẹn khi về hưu, hai anh em sẽ gặp mặt và hàn huyên. Nhưng điều mong đợi đó đến nay đã không thể thực hiện. Là một công dân của nước Việt Nam, tôi luôn kính trọng Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, người lãnh đạo rất có tâm, có tố chất và tầm nhìn, với phong cách nhã nhặn, khiêm tốn và giản dị. Sau chuyến thăm năm 2005, vì nhiều lý do khách quan mà Tổng Bí Thư không có cơ hội ghé thăm lại xóm Tràng Dương xưa, nay đã đổi tên thành xóm hai Dẫu ông có hẹn người em Nguyễn Đình Tính và bà con sau khi nghỉ hưu sẽ lại về. Nhưng Tổng Bí Thư Nguyễn Phú Trọng đến những giờ phút cuối cùng vẫn chưa bao giờ nghỉ hưu, cuộc tái ngộ vì thế không bao giờ có thể diễn ra nữa. Sáng ngày 25 tháng 7, thầy Nguyễn Ngọc Sơn, 89 tuổi, nguyên giảng viên khoa ngữ văn Đại học Tổng hợp Hà Nội đã đến nhà tăng lễ quốc gia tiễn đưa người học trò Nguyễn Phú Trọng. Thầy Sơn thuộc lớp sinh viên khóa 1 khoa ngữ văn Trường Đại học Tổng hợp Hà Nội từng là giảng viên được giao nhiệm vụ đi cùng lớp văn khóa 8. Khóa học có sinh viên Nguyễn Phú Trọng lên sơ tán ở huyện Đại Từ, tỉnh Bắc Thái, bây giờ là Thái Nguyên, năm 1965. Ông Bồi Hồi chia sẻ, mấy đêm nay tôi không ngủ, đêm qua cũng thức trắng vì thương học trò Nguyễn Phú Trọng. Từ nhiều tháng trước, thầy Sơn đã luôn theo dõi tình hình sức khỏe của Tổng Bí thư, khi thấy học trò vắng mặt trong cuộc họp nào đó, người thầy lại bồn chồn không yên. Thầy Nguyễn Ngọc Sơn nói: "Khi nghe tin học trò qua đời, tôi rất bàng hoàng. Hôm nay tôi đi cùng các học trò lớp Văn khóa 8 để tiến đưa đồng chí, chúng tôi đã mất đi một người bạn, người học trò thân yêu." Thầy Nguyễn Ngọc Sơn cũng chia sẻ về nhiều kỷ niệm đẹp với lớp Văn khóa 8 và Tổng Bí thư Nguyễn Phú trọng ngày ấy. Lớp khóa 8 của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đông về số lượng, mạnh về chất lượng, nhiệt tình tham gia các hoạt động học tập, ngoại khóa. Học trò Nguyễn Phú Trọng khi ấy là Bí thư Chi đoàn Thanh niên. Khi đi sơ tán tại Thái Nguyên, mỗi khi có việc cần điều động sinh viên tham gia với địa phương, thầy giáo Nguyễn Ngọc Sơn thường chủ yếu huy động lớp của Tổng Bí thư. Theo thầy giáo Nguyễn Ngọc Sơn, lớp văn khóa 8 của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng và các thầy cô thân thiết như một gia đình. Trong mắt thầy Sơn, Tổng Bí thư là người chân chất, hiền lành, một người sống rất chân thành, trong sáng. Hàng năm khi lớp văn khỏa tám tổ chức họp mặt, ông sơn và một số thầy thường được mời đến chung vui cùng các học trò. Một lần vì họp lớp, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng chia sẻ những tâm tư, suy nghĩ về tình người, tình bạn, tình đồng chí, tình đồng nghiệp, tình thầy trò. Thầy giáo Nguyễn Văn Sơn kể lại: Tôi tặng anh câu thơ Hán Việt tôi mới sưu tầm được. Khi ấy tôi có nói với anh trọng nhân anh nói đến chữ tình thế gian vạn sự giai bảo ảnh thiên kiếp duy dư nhất điểm tình tạm dịch trên đời này mọi sự mọi việc chỉ là bọt bèo và ảo ảnh nghìn kiếp qua đi chỉ có một thứ còn lại đó là cái tình tình đời tình người anh trọng nghe xong thì bình luận câu thơ hay quá thầy ạ à. rất trùng hợp với suy nghĩ và phong cách sống của em lặng người nhắc về những kỷ niệm với học trò bên ngoài nhà tăng lễ Thầy Nguyễn Ngọc Sơn nghẹn ngào nói, lòng tôi dưng dưng đầy niềm tiếc thương. Kinh tiễn anh, một nhân cách lớn, đồng chí Tổng Bí Thư, người luôn khắc sâu đạo nghĩa thầy trò. Sáng ngày 25 tháng 7, bên ngoài khu vực nhà tăng lễ quốc gia, rất đông người dân đã có mặt từ sớm để chờ vào viếng Tổng Bí Thư. Vượt hơn 30 km, bà Đinh Thị Huệ, 66 tuổi, xã Nghiêm Xuyên, huyện Thường Tín, Hà Nội, có mặt trên phố Lọ Đúc, hướng vào nhà tang lễ quốc gia số 5 Trần Thành Tông từ sáng sớm. Bà Huệ kể, đêm hôm trước trằn trọc, cứ thao thức, mong đến sáng để đi viếng Tổng Bí Thư Nguyễn Phú Trọng. Người phụ nữ đi ra khỏi nhà từ 5 giờ, ban đầu tính đi hai chuyến xe buýt. Khi đến quốc lộ 1A cũ, bà gặp một người đi khám bệnh nên xin đi nhờ đến nhà tang lễ. Bà Huệ nhớ lại một tuần trước, con gái đọc thông tin trên mạng xã hội về việc Tổng Bí Thư Nguyễn Phú Trọng từ trần. Bà nói rất bàng hoàng, hỏi lại con có chính xác không. Bà Huệ nói, đến tối thông tin về sự ra đi của Tổng Bí Thư phát trên TV, tôi mới chấp nhận sự thật. Tôi thương Tổng Bí Thư quá. Người phụ nữ 66 tuổi cho hay, nghe tin Tổng Bí Thư không còn nữa, bà cảm giác như mất người thân trong gia đình. Bà Huệ cho biết, chưa từng được gặp Tổng Bí Thư Nguyễn Phú Trọng, nhưng trong lòng luôn quý trọng đức tính liêm khiết, giản dị của vị lãnh đạo. Những ngày qua, mỗi khi xem lại những hình ảnh của Tổng Bí Thư, Bà lại trực trào nước mắt, bà Huệ nói: "Tôi chỉ mong được vào viếng để tỏ lòng biết ơn Tổng Bí thư đã vì dân, vì nước. Những ngày qua khi TV thông báo người dân được vào viếng Tổng Bí thư, tôi đã sắp xếp công việc, hôm nay đi thật sớm, tôi sẽ chờ đến tối để được vào viếng." Lễ viếng Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng diễn ra từ 7 giờ đến 22 giờ ngày 25 tháng 7 và từ 7 giờ đến 13 giờ ngày 26 tháng 7 được tổ chức đồng thời tại nhà tang lễ quốc gia số 5 Trần Thánh Tông, thành phố Hà Nội. Hội trường thống nhất thành phố Hồ Chí Minh và quê nhà xã Đông Hội, huyện Đông Anh, thành phố Hà Nội.